Không sao đâu, tôi tự đi được, tôi không yếu ớt như vậy đâu. Bác sĩ bảo là anh bị chấn thương phần đầu, anh phải cẩn thận vào. Mình đã dùng đủ mọi cách mà sao bọn họ vẫn cứ bám dính lên nhau không chịu thả. Rốt cuộc là biện pháp mình chưa đủ mạnh hay là bọn họ quá cứng đầu? Tôi nghĩ là chưa đến thời điểm thôi. Còn bọn họ chẳng có lý do gì đi cùng nhau cả. Anh là anh Tân, giám đốc công ty Wego. Chào giám đốc. Không cần phải khách sáo đâu. Tôi chỉ là vô tình nghe được những gì mà cô vừa nói thôi. Nhưng mà có vẻ như là chúng ta có thể hợp tác với nhau được. Tôi bảo này, tôi có một thứ muốn cho anh. Cho tôi? Ừ. Này, đây là món quà mà tôi muốn dành tặng cho anh nhân cái ngày mà anh được nhận công việc mới. Chỉ là chuyển sang phòng thiết kế làm việc thôi mà. Cô có cần vui đến mức mà tặng cả quà cho tôi không? Tôi vui lây cho anh mà. Hôm trước đến nhà của anh, tôi phát hiện là trong phòng của anh ấy có treo rất nhiều giải thưởng, mà toàn là giải thưởng liên quan đến thiết kế của anh thôi. Chắc chắn là anh rất đam mê công việc đó. Nhưng mà tại sao có thể bỏ lỡ như vậy? Nhưng mà tôi đang thắc mắc, nếu như tôi chuyển sang phòng thiết kế làm việc thì ai sẽ làm trợ lý cho cô? Cái chuyện đó đơn giản. Tôi chỉ cần thuê một trợ lý khác là được chứ gì. Cô lại tuyển trợ lý là nam giới à? Thì cũng có thể là như vậy. Làm cái gì mà mặt cau có thế? Tôi đùa thôi. Nếu như bây giờ có tuyển trợ lý thì tôi cũng sẽ tuyển trợ lý nữ, được chưa? Tôi nghĩ là cô tuyển trợ lý nữ là hợp lý nhất, bởi vì người ta sẽ thông cảm được cho việc sinh hoạt của cô. Cảm ơn vì món quà nhé. Đấy, cái chuyện không phải như thế, cái tôi nghe không phải cái khoảng mà thấy ấy. Bao nhiêu người nói chuyện đưa ra đây mà. Sao hôm nay trong công ty mọi người lạ thế nhở? Tôi cũng thấy cái này quen quen. Đấy, em chào giám đốc ạ. Em xin phép đi về làm ạ. Đấy. Cậu Đức. Dạ. Tôi hỏi này. Dạ. Trong công ty mình có chuyện gì đấy? Có chuyện gì đó, em không biết cái gì cả. Không biết cái gì, đừng có mà giấu. Trong cái công ty này có bao nhiêu phốt lại quan được mặt của cậu đấy. Cậu nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thưa sếp, là chuyện này liên quan tới anh Nam. Chuyện gì mà lại liên quan đến tôi? Thì sáng nay em lên trên diễn đàn công ty mình, em thấy một số bài viết nói là lúc trước cậu Nam từng là sinh viên, sau đó bị tước quyền dự thi, lý do là ăn cắp bản quyền thiết kế người khác. Em thấy cả công ty đồn dầm lên đấy. Anh Nam. Giám đốc. Thì ra là anh ở đây à? Anh làm cái gì mà tôi gọi bao nhiêu cuộc anh không nghe máy? Tôi để im lặng cho nên không để ý cuộc gọi của giám đốc. Nhưng mà có chuyện gì à? Anh có biết là tôi lo lắng cho anh thế nào không? Anh làm sao đấy? Đây là chuyện cũ rồi, không làm khó được tôi đâu. Nếu muốn tâm sự thì anh cứ nói thẳng với tôi này. Tôi sẵn sàng lắng nghe anh mà. Ý của cô là chuyện anh Đức nói phải không? Chuyện xảy ra vào lúc tôi còn là một sinh viên năm cuối. Lúc đó tôi tham gia một cuộc thi thiết kế. Tôi là một thí sinh rất triển vọng. Nhưng không hiểu sao trong đêm chung kết lại có thông tin là tôi ăn cắp bản thảo của một thí sinh khác. Thế chẳng lẽ ban giám khảo lại tin vào điều đó? Không có bằng chứng đầy đủ, họ không tin cũng không được. Cho nên anh bị tước quyền thi đấu,
Nhưng mà anh không khiếu nại hay sao? Lúc đó tôi còn trẻ lắm, để ý đến mặt mũi, bị bạn bè và mọi người cười nhạo, tôi vô cùng tức giận, chỉ muốn vứt bỏ hết mà thôi. Nói gì đến chuyện khiếu nại. Hơn nữa tôi cũng chẳng có bằng chứng gì cả, khiếu nại cũng không được. Nhưng mà tại sao em lại không có suy nghĩ là lý do vì sao đối phương lại có được cái bản thiết kế đó của anh? Anh đã từng suy nghĩ như thế chưa? Tôi cũng đã suy nghĩ như vậy rồi, nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Hơn nữa tôi cũng là người rất cẩn thận, cất giữ bản thảo của mình rất kỹ, nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà người ta vẫn lấy được bản thảo của tôi. Thì rốt cuộc ai là người chiến thắng cho cuộc thi đó? Rất trùng hợp, người đó lại là người mà cô ghét. Người mà tôi ghét á? Đúng vậy, chính là Linh Chi. Cô ấy đã đạt giải người thiết kế xuất sắc nhất. Tôi có một tin nhắn triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Tôi cũng vừa mới nhận được tin nhắn đó. Xem ai tới này. Cuối cùng thì nhân vật chính cũng đã chịu xuất hiện rồi. Hai người làm tôi phải chờ hơi lâu đấy. Không biết là ngày hôm nay công ty mình có việc gì mà lại tổ chức một cuộc họp với đông đảo người như thế này. Hay là công ty của mình vừa xuất hiện vấn đề gì mà tôi không được biết à? Giám đốc hỏi rất hay. Cuộc họp này diễn ra là để thông báo cho cô biết một việc quan trọng. Ở trong công ty của chúng ta có một nhân tài sao chép chuyên đi ăn cắp ý tưởng của người khác. Làm ở trong ngành này, chúng ta ghét nhất điều gì? Đó là ăn cắp ý tưởng. Mọi người nghĩ thử xem đi, ở công ty của chúng ta có một nhân viên chuyên ăn cắp ý tưởng như vậy thì làm sao? Ảnh hưởng uy tín của công ty, của toàn bộ công ty. Nên cuộc họp này diễn ra để mà tôi phát biểu ý kiến sa thải nhân viên này. Vậy nhân viên mà mọi người sa thải là ai? Nhân viên mà chúng tôi nói đến ở đây là trợ lý Nam, người vừa được giám đốc chuyển sang phòng thiết kế. Là giám đốc thiết kế của công ty này, tôi xin tuyên bố luôn là chúng tôi sẽ không chấp nhận trường hợp nhân viên nào đã từng dính phốt về việc ăn cắp và sao chép bản thảo cả đâu. Các người thân là nhân viên cấp cao của công ty, nhưng mà sau khi nghe tất cả sự việc và thông tin từ bên ngoài như vậy, nhưng mà không có sự sàng lọc thông tin, nghe mưa thì nói bão, lại còn tổ chức một cuộc họp với đông đủ mọi người thế này chỉ để sa thải một nhân viên. Mấy người làm như vậy có đúng không? Cô Lan Anh, tôi biết là giữa cô và cậu Nam kia có một quan hệ mật thiết với nhau, nhưng cô nên nhớ rằng không thể nào có chuyện cô bao che toàn bộ tội lỗi cho anh ta được. Và công ty này không phải là công ty của một mình cô. Tôi biết là tất cả mọi người ngồi ở đây ai cũng đều có một cách làm việc riêng của mình, nhưng mà đều hướng đến một mục tiêu chung, đó chính là phát triển công ty và mang đến lợi ích cho công ty. Còn sự việc lần này, tôi xin hứa với mọi người, tôi sẽ điều tra rõ ràng và sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng. Tôi chỉ mong một điều thôi, là khi mọi chuyện chưa được ngang ngũ, tôi mong mọi người hãy có cách cư xử chuẩn mực. Đừng có như một số người thân là quản lý cấp cao của công ty nhưng mà cư xử chẳng khác gì phường chợ búa. Cô nói ai đấy? Tôi chỉ đang lấy ví dụ thôi. Giám đốc cũng không cần phải quá căng thẳng như vậy. Cái đám người này đúng là quá đáng à. Rõ ràng bọn họ đang cố tình muốn khiêu khích tôi. Nhưng mà tôi thấy họ nói không phải không có lý. Rõ ràng là công ty chúng ta đang rất khó khăn trong việc tuyển chọn thiết kế. Những thiết kế có vết nhơ thì thường sẽ không được tuyển chọn.
mà nếu lỡ tuyển chọn thì sẽ bị sa thải ngay lập tức. Nhưng mà anh phải hiểu, cái vấn đề ở đây là anh đang bị oan và anh không thể nào đánh đồng anh với bọn họ được. Nhưng mà việc tôi bị oan chỉ có tôi và giám đốc biết thôi. Còn bọn họ ấy, thì bọn họ cứ nhìn vào chứng cớ thôi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần tìm bằng chứng là được, đúng không? Việc tìm được bằng chứng ấy, còn khó hơn lên trời. Thế bây giờ anh tính thế nào? Tôi nghĩ tôi sẽ viết đơn xin thôi việc. Việc này sẽ đỡ làm ảnh hưởng đến giám đốc. Anh bảo cái gì? Cái chuyện điên rồ như vậy mà anh cũng có thể nói ra được à? Anh là người bị hại, đã chịu khuất phục trước mặt bọn họ rồi, thế mà bây giờ anh lại còn lùi bước trong công việc à? Anh khiến tôi cảm thấy thất vọng về anh quá đấy. Kìa giám đốc, nhưng mà... Anh đi ra ngoài ngay, tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Mình lại làm cô ấy giận mất rồi. Không ngờ cô ấy lại quan tâm đến chuyện này như vậy. Nếu cô ấy đã muốn làm rõ mọi chuyện thì mình phải giúp cô ấy một tay thôi. Alo, tôi Nam đây. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện. Anh Nam, cuối cùng tôi tìm được anh rồi. Cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi vừa đến công ty của anh thì nghe được tin. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, sao lại có người moi ra chuyện cũ nữa? Anh định giải quyết như thế nào? Ý cô nói là chuyện gì? Thì còn chuyện gì nữa? Công ty của anh trước giờ không phải là tuyển dụng rất gắt gao, yêu cầu rất cao về đạo đức của thiết kế hay sao? Bây giờ dính phốt như thế này, có ảnh hưởng đến anh không? Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng chuyện này tôi giải quyết được. Anh định giải quyết như thế nào? Đúng là tức chết đi mà. Mình làm như vậy là vì ai chứ? Bây giờ anh ta không tự cứu lấy mình thì làm sao mà mình có thể cứu lấy anh ta? Ai đấy? Anh vào đây làm gì? Anh biết là em không chào đón anh, nhưng mà hôm nay anh đến đây để bàn việc đồng giám đốc chung, cũng tiện là để hai bên xem xét. Thì anh đi nhầm phòng rồi. Đây là phòng làm việc của tôi, còn phòng làm việc của giám đốc chung ở cuối hành lang cơ. Dĩ nhiên là anh biết điều đấy rồi, nhưng mà anh cố tình vào đây để gặp em. Anh gặp tôi? Anh gặp tôi có chuyện gì? Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Không có, nhưng mà lại có thứ muốn cho em xem. Em thấy không? Trong cái lúc mà em cố gắng giữ anh ta ở lại thì anh ta lại dành thời gian để đi tán tỉnh hẹn hò một đứa khác. Em có thấy em làm thế xứng đáng không? Hả? Không xứng đáng đúng không? Em bị làm sao nó sai đánh anh? Tôi tát anh để cho anh tỉnh ra đấy. Anh nghĩ rằng là ai cũng đê tiện như anh à? Chỉ có cái bằng chứng vớ va vớ vẩn này mà anh có thể giở thủ đoạn chia cắt chúng tôi á? Đoàn anh, anh thấy em đã bị lún sâu vào anh ta quá rồi đấy. Em nghĩ anh ta đến với em vì cái gì hả? Địa vị và tiền bạc của em thế thôi. Anh đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Tôi nhắc lại một lần nữa cho anh biết, anh đừng có giở thủ đoạn để có thể lợi dụng tôi. Chuyện quá khứ tôi có thể bỏ qua cho anh, nhưng mà từ giờ trở đi đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Anh, nếu như anh còn đến đây tìm tôi để nói những cái chuyện vớ vẩn này nữa thì tôi cam đoan với anh, tất cả hợp đồng liên quan đến công ty tôi và anh, tôi sẽ hủy bỏ hết. Nhưng mà bây giờ tôi đang rất bận,
Cô Lan Anh, đợi tôi một lát, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Nếu như anh đến tìm tôi chỉ để xin nghỉ việc thì tôi tuyệt đối không đồng ý đâu. Không phải, tôi muốn nói chuyện khác. Có chuyện gì? Đây, cô cứ xem đi đã, rồi sẽ biết. Đây là cái gì đây? Tôi đã nhờ bạn học cũ của tôi điều tra. Người tố cáo tôi ăn trộm thiết kế bây giờ lại là một người khác. Và không chỉ là một người. Thế có nghĩa là hắn ta không những ăn trộm bản thiết kế của anh mà còn ăn trộm bản thiết kế của rất nhiều người khác. Đúng vậy. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng không có bản thiết kế nào giao hồn cả. Tôi đang trong quá trình điều tra. Bây giờ có thêm bằng chứng của anh nữa, quá thuận lợi cho quá trình điều tra của tôi rồi. Chị Nam, đợi em một chút. Lại có chuyện gì nữa? Em nghe nói anh và cô Lan Anh đang điều tra lại vụ ngày xưa em bị Tố ăn cắp bản vẽ. Chuyện đã qua lâu rồi, sao hai người còn lật lại thế? Đây là chuyện riêng của tôi. Bao giờ tôi muốn lật lại là quyền quyết định của tôi. Cô xen vào làm gì? Em chỉ muốn quan tâm anh thôi. Quan tâm? Cô quan tâm đến anh Nam hay là quan tâm đến bản thiết kế của anh ấy? Cô nói vậy là sao? Cô có ý gì? Có ý gì thì cô tự mình xem đi. Cô dám vứt vào người tôi? Nếu tôi là cô, đáng lẽ ra tôi phải nhặt cái hồ sơ này lên để xem xét thế nào đã, chứ không phải cãi lại đâu. Đây chính là toàn bộ bằng chứng chứng minh cô ăn cắp bản thảo của anh Nam từ mấy năm trước đó. Tôi đúng là nhìn nhầm cô. Bao nhiêu năm qua tôi nghi ngờ ai nhưng không bao giờ nghi ngờ cô. Cuối cùng cô lại là người làm việc đó. Cô làm việc đó để được gì? Em... còn để làm gì nữa? Cô ta làm như vậy là vì muốn anh bị mất quyền thi đấu. Điều đó nghiễm nhiên cô ta có thể nhận được giải nhất. Tôi không ngờ con người của cô có thể độc ác nham hiểm như vậy đấy. Khoan đã, hai người nghe em nói đã. Em không biết chuyện này, rõ ràng là có người muốn hại em. Cái gì là bằng chứng? Tất cả cái giấy tờ này đều là giả. Rõ ràng là có người muốn hãm hại em mới tạo ra nó. Cô không cần phải quá lo lắng. Đây mới chỉ là bằng chứng thôi. Còn nhân chứng ý, tôi đã tìm ra rồi. Cái gì mà nhân chứng? Cô nói gì tôi không hiểu. Chính là cái người cùng cô ăn cắp bản thảo của anh Nam. Anh ta đã khai hết toàn bộ mọi việc cho tôi biết rồi. Không ngờ anh ta vẫn còn giữ bản ghi âm. Và trong bản ghi âm đó đã nói rõ ràng cô chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Cái gì? Ghi âm? Anh ta còn dám ghi âm tôi á? Đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Đến lúc chúng tôi cần bằng chứng thì anh ta vẫn còn giữ lại bản ghi âm. Bao nhiêu năm qua anh ta chẳng có một bản thiết kế nào ra hồn, lại còn dính phốt chuyên đi ăn cắp ý tưởng của người khác. Anh ta có một cuộc sống rất chật vật, cho nên khi chúng tôi tìm đến, anh ta đã nhanh chóng bán lại bản ghi âm cho chúng tôi. Lần này công nhận là ông trời giúp đỡ chúng tôi rồi. Nếu như không phải tự nhiên cô tung ra toàn bộ bằng chứng thì tất cả mọi chuyện đã rơi vào dĩ vãng rồi. Sẽ không ai biết được cô chính là kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Chuyện này là do cô tự tạo nghiệp thôi, không trách ai được. Em còn về bằng chứng, tôi đã giao nộp cho công ty của cô. Và dĩ nhiên công ty của tôi sẽ không đồng ý hợp tác với công ty cô, bởi vì công ty của cô có một nhân viên thiết kế đạo đức kém như vậy. Còn về phí thiệt hại thì công ty của cô xử lý như thế nào, đó là tùy thuộc vào họ. Anh Nam, chị Lan Anh, xin hai người hãy tha cho em một lần này. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì em không còn cách nào làm việc trong nghề nữa. Xin hai người. Thế khi cô bày ra cái trò này, cô có nghĩ đến hoàn cảnh của họ không? Đây chính là bài học mà cô đáng được nhận đấy. Giám đốc, anh Nam. Anh làm sao đấy? Anh đang lo lắng cho cô ta à? Thực ra tôi thấy tất cả những việc này là do cô ta gây ra. Cô ta bị trừng phạt như vậy thì cũng là đúng tội thôi. Làm sao có chuyện tôi lại tội nghiệp cho cô ta được, bởi vì tôi cũng là người bị hại cơ mà.
Nhưng mà tôi thấy sắc mặt của anh cứ khó chịu thế nào ấy. À, chẳng qua là tôi đang suy nghĩ, cô có nhớ cái clip mà tôi và cô ta thập kịch với nhau không? Cái thời điểm mà nó bị phát tán ấy. Tôi nghĩ là chính cô ta là người phát tán nó lên mạng. Cái chuyện đó bây giờ anh mới biết à? Tôi biết từ lâu rồi. Cô biết rồi, sao không nói với tôi? Nói với anh thì được cái gì? Chút thủ đoạn vặt vãnh này tôi chẳng thèm để mắt tới. Với lại chẳng qua là qua cái sự việc lần này, cô ta quá đáng quá, cho nên là tôi mới không chịu đựng nổi. Chứ bình thường nhá, tôi không quan tâm đâu. Cô đúng là một cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Cũng là một cô gái đáng yêu nhất mà tôi từng gặp đấy. Giám đốc Trung, đi đâu mà nhanh thế? À thì tôi đi tới đây thì nhớ ra là còn chuyện đang làm dở, cho nên tôi có về tôi làm tiếp. Không được à? Thế à? Thế mà tôi cứ tưởng giám đốc Trung xấu hổ quá, cho nên mới nhanh chóng bỏ chạy đi như vậy. Tôi á? Việc gì mà phải xấu hổ chứ? Hai người bị tưởng bở à? Giám đốc Trung không cảm thấy xấu hổ thì tốt rồi. Thật may là tôi cũng đang tìm cơ hội để gặp anh, nói lời cảm ơn. Tôi có làm gì đâu mà anh cảm ơn tôi. Thật sự thì nhờ có anh moi lại mọi chuyện nên chúng tôi mới có động lực để điều tra lại quá khứ. Tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ mang nỗi oan ức suốt đời, nhưng nhờ có anh tôi mới được minh oan đấy. Tôi... À mà quên mất, tôi vẫn chưa hỏi thăm anh. Hôm trước tôi nghe đồn là người yêu của anh và vợ của anh cùng nhau đến công ty rượt đuổi nhau. Không biết là giám đốc Trung có bị làm sao không? Cảm ơn hai người. Gia đình của tôi vẫn yên ấm. Tôi vẫn yên ổn hạnh phúc cả. Không sao hết. Nhưng mà người ta hay bảo, kẻ nào hay gây nghiệp dễ bị nghiệp quật lắm. Tôi hy vọng là trong thời gian tiếp theo, giám đốc Trung vẫn có thể sống yên ổn. Hai người cứ chờ đấy, để xem là hai người lên mặt được bao lâu. Alo, tôi nghe. Được được, tôi sẽ tới ngay. Để xem ai mới là người cười tới cuối cùng. Vết thương trên đầu của anh thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Tôi đã hết đau từ lâu rồi, cô không phải lo đâu. Vậy thì bây giờ phải chuyển vết thương đó sang cho người khác rồi. Tôi bảo này, hôm trước tôi nhờ anh đi tìm cho tôi một hacker chuyên nghiệp. Anh tìm được chưa? Tôi đã tìm được rồi. Đối phương đang chờ để chúng ta ra yêu cầu thì sẽ làm việc. Nhưng mà cô tìm hacker để làm gì? Tôi muốn cho một người một bài học xứng đáng, để cho anh ta biết con bé Lan Anh này không dễ dàng bị bắt nạt như vậy. Thì ra người hẹn gặp tôi hôm nay chính là cô à? Cô muốn gặp tôi để làm gì? Nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Đây là cái gì? Cô xem đi. Đây là gì? Sao cô lại có những thứ này?
đây là gì không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng ở đây là tất cả những gì mà cô nhìn thấy đều là sự thật. Tôi đã thuê một hacker hack được Facebook và Zalo của chồng cô. Như cô nhìn đấy, đây là tin nhắn của chồng cô, có đúng không? Những tin nhắn này là cô làm giả đúng không? Nhất định là cô làm giả. Cô đừng tưởng là tôi không biết. Cô và chồng tôi ở công ty không hề đội trời chung với nhau. Tôi không phủ nhận với cô là giữa tôi và chồng cô không hề ưa nhau. Thậm chí là giữa chúng tôi còn có mối quan hệ là kẻ thù của nhau. Nhưng mà tôi nói thẳng với cô là tôi không thể nào chấp nhận được cái cảnh mà người chồng của mình lại lén lút cặp kè với bao nhiêu nhân tình, rồi cùng nhân tình của mình bày kế hoạch để đuổi vợ của mình ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Không thể nào, không thể nào như thế này được. Vừa mới hôm trước hắn ta nói với tôi là sẽ cắt đứt quan hệ với con hồ ly này cơ mà. Không thể nào như vậy được. Cái lời của anh ta như vậy mà cô cũng tin à? Anh ta lừa dối cô biết bao nhiêu lần rồi. Tôi nghĩ là với sự thông minh của cô thì cô phải thừa hiểu những tin nhắn đó là thật chứ. Vậy hôm nay cô đến đây gặp tôi để làm gì? Cô nói rõ ra đi. Nhất định không phải là do cô cám cảnh cùng phụ nữ mà đồng cảm với nhau nên đến đây để nhắc nhở tôi như vậy chứ. Đúng là nói chuyện với người thông minh thích thật đấy. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ cần cô thu thập đầy đủ bằng chứng chung tham ô, bòn rút tiền của công ty bao nhiêu năm qua. Sau đó cô giao được bằng chứng cho tôi. Dĩ nhiên, sau khi cô làm xong vụ này cho tôi thì toàn bộ tài sản của cô nó vẫn còn ở đó sau khi ly hôn. Và anh Trung chắc chắn sẽ không được một đồng một cắc nào để có thể đưa cho nhân tình của anh ta. Cô suy nghĩ kỹ vào. Cơ hội chỉ đến một lần thôi, không có đến nhiều lần trong đời đâu. Suy nghĩ nhanh và cẩn thận một chút. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà cô cũng phải cam đoan là giữ đúng lời đấy nhá. Điều đó là đương nhiên rồi. Tôi không hiểu là con bé Lan Anh đang nghĩ gì ở trong đầu nữa. Rõ ràng hợp tác với giám đốc Tân đây rất là vui vẻ, hai bên đều có lợi. Vậy mà không hiểu sao tất cả những dự án liên quan đến công ty của anh nó đều không đồng ý thông qua. Tôi và Lan Anh trong quá khứ từng có một đoạn tình cảm với nhau. Có lẽ chính vì sự hiểu lầm như thế nên là bây giờ cô ấy vẫn giữ thành kiến với tôi. Cũng chính vì như vậy cho nên làm ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa hai công ty. Đúng là cái loại phụ nữ tóc dài não ngắn, trong đầu ấy không bao giờ nghĩ thông qua được mấy cái chuyện tình tình ái ái cả. Nhưng mà cũng may là được hợp tác với anh Trung, chứ nếu không thì không biết bao giờ công ty tôi mà có cơ hội hợp tác với FM. Riêng về chuyện này không cần anh phải lo đâu. Con bé ấy tuy là tổng giám đốc thật, nhưng mà chú của tôi chính là chủ tịch công ty này, cho nên lời nói của tôi ấy vẫn có vài phần địa vị cơ. Con bé ấy không dám bác bỏ đâu. Anh nói như thế tôi yên tâm rồi. Từ nay về sau chắc là công ty tôi vẫn còn nhờ đến anh nhiều đấy. Nhưng nếu như mà người đứng đầu công ty là anh Trung đấy, nếu mà được như thế có phải là quá tốt rồi. Cả hai công ty của chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn đấy. Thực ra là chú của tôi muốn tống cổ nó đi lâu rồi và đưa tôi lên làm chức tổng giám đốc cơ. Nhưng không ngờ là giữa đường nó lại tìm được một vị hôn phu. Bọn tôi bị nó làm trở tay không kịp, cho nên mới không tống cổ nó đi được. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, tôi thấy một điều rằng cái vị hôn phu của nó ấy xuất hiện quá đúng lúc. Có khi nào nó chỉ tìm một thằng diễn trò về để cho bọn tôi xem không? Cô Lan Anh có diễn trò hay không thì tôi không biết. Nhưng nếu như anh Trung muốn lên chức giám đốc, tôi nghĩ là tôi có cách để giúp anh. Thật sao? Giám đốc đúng là tài giỏi thật đấy. Chỉ cần nói mấy câu mà đã thuyết phục được giám đốc Trung ký vào bản hợp đồng giá trị như vậy. Lần này thì công ty mình không phải lo về mảng doanh thu nữa rồi.
Người ta bảo là kẻ ngu dốt không đáng sợ. Đáng sợ là cái kẻ vừa ngu dốt vừa tỏ ra ngạo mạn. Nhất là một người lúc nào cũng tỏ ra mình thông minh hơn người khác. Người giám đốc nói chính là giám đốc Trung đúng không ạ? Ngoài anh ta ra thì còn ai nữa? Với cái bộ não ngắn như anh ta ấy thì chắc chắn là không thể nào đấu lại con bé Lan Anh được. Thế mà lúc nào cũng tỏ ra là mình hơn người khác. Buồn cười thật. Nếu như vậy tại sao giám đốc còn ký hợp đồng với anh ta? Một con người não ngắn thì chắc chắn là dễ dàng bị điều khiển. Thế tại sao chúng ta lại không lợi dụng anh ta để mà lấy được những thứ chúng ta muốn? Hả? Chuyện có lời như thế tại sao chúng ta lại không làm? Sao em? Lại là anh à? Cô đàn anh này, anh Tân đây là đối tác với công ty của chúng ta. Làm phiền cô đối xử với anh ấy lịch sự một chút. Tôi không cần anh phải dạy tôi cách cư xử thế nào. Cô! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi đấy. Anh có đừng đến muộn. Anh Tân này, tôi mời anh lên phòng của tôi chờ một lát. Khi nào họp xong, tôi sẽ qua bàn tiếp hợp đồng với anh. Cô cười cái gì đấy? Tôi cười cái gì? Sau cuộc họp, anh sẽ là người biết rõ nhất. Cô ta nghĩ rằng làm như vậy tôi sẽ sợ hay sao? Giả điên giả dại. Lan Anh là người từ trước đến nay làm việc gì cũng tính toán cẩn thận. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ không dọa xuông như thế đâu. Anh vẫn nên để ý cô ấy một chút. Cô ta thì làm gì được tôi cơ chứ. Nên nhớ một điều rằng tôi chính là cháu ruột của chủ tịch công ty này. Cô ta có bị sa thải 8 đời đi chăng nữa thì cũng chưa đến lượt tôi bị sa thải đâu. Muốn đấu lại với tôi à? Cô ta còn non và xanh lắm. Anh nói thế rồi yên tâm rồi. Mọi người thấy đủ cả rồi, sao không bắt đầu cuộc họp đi? Thời gian của tôi có hạn, không có đủ thời gian để mà chờ bọn họ diễn trò đâu. Tôi còn đối tác đang chờ nữa cơ. Nếu như không bắt đầu họp đi, tôi xin phép đi trước. Mời giám đốc Trung quay về vị trí ngồi. Nếu như ngày hôm nay không có sự có mặt của anh thì làm sao mà cuộc họp bắt đầu được? Ý cô là tôi là nhân vật chính trong cuộc họp này à? Đúng vậy. Anh chính là nhân vật chính khiến tôi phải triệu tập cuộc họp ngày hôm nay. Chẳng lẽ là hôm nay cô đã nghĩ thông suốt rồi sao? Cô định là nhường lại cho tôi cái chức tổng giám đốc à? Được rồi, vậy thì họp ngay đi, tôi vẫn đang nghe đấy. Nếu như mọi người đã đến đông đủ thì tôi xin phép bắt đầu cuộc họp. Mời mọi người xem qua hồ sơ ở trên bàn đã. Cái gì thế này? Công Đức. Dạ. Cuộc họp trong kia vẫn chưa xong à? Dạ, vẫn chưa. Bình thường công ty có họp lâu như thế á? Dạ, không ạ. Bình thường là các buổi họp nếu mà không có giám đốc Trung và giám đốc Lan Anh thì rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà có hai người đó dự thì em nghĩ là lâu đấy ạ. Anh có hỏi gì thêm không ạ? Tôi hiểu rồi. Tự nhiên mình lại cảm thấy được có cái điều gì đấy không lành nhỉ? Anh làm sao thế? Anh không nhận ra à? Tất cả bằng chứng có ở trong hồ sơ này là bằng chứng chứng minh anh ngăn chặn tiền của công ty. Đừng có láo nhá. Làm gì có chuyện mà tôi ăn chặn tiền công ty chứ. Vô lý. Vô lý hay không thì tự mình anh xem đi. Tôi từ trước tới nay cô luôn đấu đá với tôi. Chắc chắn là cô đã ngụy tạo bằng chứng và tính cách đá tôi đi khỏi đây nên mới nghĩ ra cái trò này. Tôi còn lạ gì cô nữa. Anh nghĩ rằng anh cũng ngu xuẩn như anh à? Ở đây toàn là quản lý cấp cao. Khi mà họ nhìn vào bằng chứng này, chắc chắn là họ tin là tôi đang nói thật đấy. Tôi... Giám đốc Trung, anh giải thích thế nào về số bằng chứng này? Tất cả những chữ ký trong này đều không thể nào làm giả được. Ở trong này còn có ủy nhiệm chi chứng tỏ số tiền anh giao dịch rất lớn. Anh có thể thích gì không? Tất cả những chuyện này
là cô ta bày ra để hãm hại tôi. Tôi không biết gì cả. Tôi là người bị hại này. Tôi muốn kiện cô ta. Tôi đã có đầy đủ bằng chứng cho anh rồi anh Trung ạ. Nếu lúc nào anh sẵn sàng kiện, cứ nói với tôi. Nhưng tôi cũng phải nhắc anh trước. Nếu như anh kiện mà bị kiện lại thì số tiền mà anh phải bồi thường cho công ty là rất lớn đấy. Tôi... Số bằng chứng này tôi đã giao cho bộ phận pháp lý của công ty làm việc. Sẽ sớm thôi, anh sẽ được hầu tòa đấy. Cái gì? Hầu tòa cái gì ở đây chứ? Vớ vẩn. Đúng rồi, chú của tôi đâu? Tại sao họp quan trọng như thế này mà chủ tịch hội đồng quản trị lại vắng mặt chứ? À, tôi biết rồi. Chắc chắn là cô sợ rằng nếu như chú tôi biết được ý, thì cô sẽ không bao giờ thực hiện được cái bài khám hại tôi. Cho nên là mới không có mặt đúng không? Việc này chúng tôi đã báo cáo với chủ tịch. Sau khi biết tất cả mọi chuyện thì chủ tịch đã giao toàn quyền xử lý cho cô Lan Anh. Chủ tịch sẽ không nhúng tay vào đâu. Cái gì? Không thể nào. Hai người đang nói rồi đúng không? Không bao giờ chuyện chú tôi lại bỏ tôi được. Vô lý. Đến giờ phút này rồi mà anh vẫn còn ngu ngốc như vậy. Cái lợi ích mà anh đang đe dọa chính là lợi ích của công ty, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của chú anh. Anh nghĩ rằng sau bao nhiêu việc như thế, chú anh vẫn có thể bao che cho anh à? Không, tôi không biết gì cả. Tôi phải gặp chú tôi. Sẽ sớm thôi. Chắc chắn khi mà anh vào tù, chú anh sẽ thăm nuôi anh đấy. Bắt đầu từ ngày hôm nay, giám đốc Trung sẽ bị cách chức. Tất cả bằng chứng liên quan đến việc anh ấy ăn hối lộ, ăn chặn tiền của công ty, gây hậu quả nghiêm trọng đến công ty, tôi đã giao nộp cho cơ quan chức năng rồi. Còn việc truy tố anh như thế nào, tôi sẽ không can thiệp. Giám đốc Trung, chúc anh ngồi tù vui vẻ. Nếu như mà có thời gian, chắc chắn là tôi sẽ không thăm anh đâu. Lan Anh, cô đừng tưởng là cô làm như vậy sẽ độc chiếm được công ty này. Tôi nói cho cô biết này, nhất định chú của tôi sẽ cứu tôi ra ngoài. Vậy thì tôi sẽ mỏi mắt mong chờ ngày anh được mãn hạn tù và quay trở lại công ty nhé. Cô giải anh ta đi. Có chuyện gì đấy? Sao giám đốc Trung lại? Bây giờ anh ta không còn là giám đốc của công ty tôi nữa. Anh ta đã bị cách chức để điều tra rồi. Sao lại như thế? Anh hỏi tôi là sao lại như thế á? Tôi tưởng anh phải là người biết rõ nhất chứ. Em nói gì đấy? Sao anh biết chuyện gì được? Anh có biết hay không cũng không quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ là giám đốc Trung đã bị cách chức, và tất cả hợp đồng liên quan đến anh cũng sẽ được chuyển nhượng sang cho người khác. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là những điều khoản trong hợp đồng. Tôi sẽ bàn bạc lại. Như anh cũng biết đấy, giám đốc Trung đầu óc không được tốt cho lắm. Cho nên những cái bản hợp đồng mà anh ta ký chắc chắn là gây bất lợi cho công ty của tôi. Uống mừng vì chúng ta đã hạ được một đối thủ nặng ký. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thì uống tạm cà phê đi. Khi nào có thời gian ấy, tổ chức tiệc tùng to hơn. Thật ra thì tôi không phải suy nghĩ về việc đó. Thế suy nghĩ việc gì? Mấy ngày hôm nay là tôi thấy anh tâm trạng hơi bị bất ổn đấy. Vì việc giám đốc Trung, cô vì muốn hạ bệ anh ta nên mới nghĩ ra việc kết hôn để đối phó lại với anh ta. Bây giờ anh ta đã bị hạ bệ rồi, cái vai trò của tôi cũng đã kết thúc. Tôi biết đáng lẽ tôi phải mừng cho cô, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy không được vui trong lòng. Thật ra tôi không biết là anh có cảm giác giống tôi không, nhưng mà từ cái lúc mà chúng ta bắt đầu thực hiện giao kèo ấy, là tôi đã coi anh là chồng sắp cưới của tôi rồi.
có phải là em vừa nghe nhầm đúng không? Sao con bé Lan Anh với cả thằng Nam nhà mình lại là giả vờ yêu nhau chứ? Em không nghe nhầm đâu. Đến anh còn nghe được như vậy nữa mà. Có phải là mình vừa mới nghe được một bí mật động trời rồi đúng không? Tại sao chúng nó lại làm như vậy chứ? Chúng nó lừa gạt gia đình, lừa gạt cả công ty. Như vậy chưa đủ sao? Bây giờ bố nó mà biết được chuyện này thì sẽ như thế nào? Anh à, nếu như bọn mình nói ra chuyện này thì làm sao được? Thì sao? Em không thấy kết cuộc của giám đốc Trung à mà còn phải hỏi? Công nhận, em không thể ngờ được đấy. Giám đốc Trung ngạo nghễ là như thế. Em cứ tưởng là anh ta có năng lực lắm, nhưng mà con bé Lan Anh chỉ cần phủi tay một cái là đã biến ra khỏi công ty này rồi. Ít ra nó vẫn còn chưa biết được cái chuyện chúng ta đứng đằng sau cái vụ đánh ghen của giám đốc Trung. Nếu như nó mới biết được ấy, thì có khi chúng ta cuốn gói ra đảo lâu rồi. Chết rồi. Thế thì chuyện con bé Lan Anh với cả thằng Vi Nam là mình ấy, mình phải ỉm đi thôi, không thể nói ra được đâu. Hai người vừa nói gì cơ? Nói lại tôi nghe được. Nghe với. Sao anh lại ở đây? Bọn tôi có nói gì đâu. Hai người không phải giả vờ. Đừng tưởng là tôi không biết hai người là anh em họ của thằng Vi Nam. Còn cái chuyện lần trước hai người lừa tôi ấy, hai người nghĩ là tôi bỏ qua được hả? Dạ thưa giám đốc, sau khi giám đốc Trung bị sa thải, đã có người mới lên thay vị trí của anh ta. Tôi phát hiện được rằng giám đốc Trung đã ký kết rất nhiều hợp đồng sai sót với đối tác. Tôi đang thu thập tất cả những bằng chứng chứng minh rằng anh ta gây tổn thất cho công ty chúng ta. Trước mắt chúng ta phải tìm cách vô hiệu hóa tất cả những hợp đồng mà giám đốc Trung ký với giám đốc Tân. Tôi đã xem qua tất cả các điều khoản, thì những điều khoản này đều đem lại bất lợi cho công ty chúng ta, nhưng đem lại rất nhiều lợi ích cho giám đốc Tân. Tôi nghi ngờ rằng giám đốc Tân đã hứa cho giám đốc Trung một lợi ích to lớn nào đó mà giám đốc Trung đã ký vào bản hợp đồng gây tổn thất cho công ty chúng ta. Tại sao lúc trước mình lại không nhận ra khi mà anh Nam làm việc, anh ấy lại có thể đẹp trai như vậy nhỉ? Càng nhìn lại càng yêu thích. Giám đốc, cô có ý kiến gì không ạ? Không những đẹp trai mà lại còn chu đáo, giọng nói cũng dễ nghe như thế này. Mình đúng là tinh mắt thật. Tìm đại một người giả vờ kết hôn mà cũng tìm được một người ưu tú như vậy. Giám đốc, cô có nghe tôi nói gì không? Mình đúng là không phục bản thân của mình quá đi. Giám đốc, có chuyện gì ạ? Tôi gọi cô thì không thấy cô trả lời. Cô thấy trong người thế nào? Bị ốm à? Chán không nóng. Nếu mà cô cảm thấy trong người khó chịu thì cứ nói với tôi nhé. Không phải, vì từ vừa nãy đến giờ tôi cứ suy nghĩ mấy cái chuyện vớ vẩn thôi. Với lại tôi bảo này, cái công việc của anh bên phòng thiết kế thế nào rồi? Có bận lắm không? Công việc mới rất thuận lợi. Hôm trước tôi vừa nộp bản thiết kế của tôi cho trưởng phòng, và anh ấy có vẻ rất thích cái bản thiết kế đồ chơi mới của tôi. Đúng rồi, cái bản thiết kế đó tôi cũng đã xem qua, nói chung là rất là tốt. Nếu như mà anh hoàn thiện xong bản thiết kế đó thì tôi sẽ đưa nó vào trong cái bộ sưu tập chủ lực trong mùa hè này. Thật sao? Ừ, đúng là rất tốt mà. Tôi nghĩ là nếu mà đưa sản phẩm đó ra ngoài thị trường, chắc chắn bán sẽ rất chạy đấy. Cảm ơn giám đốc. Nói đi, hai người thu nhập được tin tức gì? Bọn tôi đã nghe ngóng thông tin rằng là thằng Vi Nam đã ra một mẫu đồ chơi rất mới, rất tốt, và dự tính là sẽ cho vào bộ sưu tập chủ lực của công ty và ra mắt trong mùa hè sắp tới. Từ trước đến nay, tất cả các mẫu ở trong bộ sưu tập chủ lực của FM đều bán hàng rất nhanh.
Thậm chí là tốc độ sản xuất không kịp bằng tốc độ bán hàng. Xem ra là thằng Việt Nam lại có chút thực lực đấy. Bọn tôi đã làm theo lời anh nói rồi đấy. Từ giờ trở đi, coi như xong nhá. Khoan đã. Tôi một việc muốn nhờ hai người đấy. Còn chuyện gì nữa? Tôi muốn hai người ăn cắp cho tôi bản thiết kế mới nhất của thằng Vina. Ăn cắp? Không được. Chuyện này mà tôi không làm đâu. Đúng đấy. Nếu như bây giờ ấy, anh bảo bọn tôi làm chuyện này thì khác là bảo bọn tôi tự sát à? Với cả Lan Anh mà biết được chuyện này nhá, thì bọn tôi xong đời luôn đấy. Tóm lại là bọn tôi không làm đâu. Khoan đã. Cái này có vẻ vội nhở? Tôi đã nói xong hết đâu. Nếu như lần này hai người mà giúp tôi thành công thì số tiền mà hai người nhận được là một số tiền khổng lồ đấy. Sao? Thế khổng lồ là bao nhiêu? Hai người đến đây có việc gì thế? À, thật ra thì cũng không có việc gì đâu. Bọn tôi nghe bảo là cậu mới được điều chuyển đến phòng thiết kế, cho nên qua đây hỏi thăm chút chứ mà. Đúng rồi đấy. Mà này, đang làm trợ lý cho giám đốc Lan Anh, tự nhiên lại xuống phòng thiết kế làm việc là sao? Có chuyện gì à? Cũng không có chuyện gì đâu. Chỉ là điều chuyển công tác bình thường thôi. Cậu nói vậy bọn tôi cũng yên tâm rồi. Mà này, đang làm gì đấy? Tôi đang nghiên cứu mẫu thiết kế mới cho bộ sưu tập sắp ra mắt. Ôi dồi ôi. Anh Huy, anh làm sao đây? Sao thế? Chắc là sáng nay tôi ăn phải tô bún ở dọc đường. Chỗ đây chắc là mất vệ sinh quá nên là đau bụng quá. Mày Tú, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi là tuyệt đối không được ăn uống ở mấy cái quán vỉa hè cơ mà. Mất vệ sinh làm bệnh beo. Lần sau rút kinh nghiệm được chưa? Em biết rồi, lần sau rút kinh nghiệm. Thôi đi đi, để cho cậu làm việc. Cậu làm việc tiếp đi nhá. Chắc là tôi phải đi toilet. Sức khỏe nha anh nhá. Buồn quá. Giám đốc, có cái chuyện gì mà mặt anh trông lo lắng đấy? Công ty WeGo của giám đốc Tân vừa cho ra mắt mẫu đồ chơi đang bán rất chạy. Tôi biết rồi. Nhưng mà có phải ý của anh là cái mẫu thiết kế đó rất là giống với mẫu thiết kế của anh đúng không? Sao cô biết? Thì bởi vì đó chính là mẫu thiết kế của anh mà. Hắn ta ăn trộm mẫu thiết kế của anh, sau đó sản xuất hàng loạt bán ra thị trường trước công ty của chúng ta. Ngày hôm đó, khi mà cậu Huy và cô Tú đến ăn trộm bản thiết kế của anh thì tôi đã phát hiện kịp. Bọn họ ăn cắp bản thiết kế của tôi? Tại sao có thể như vậy được? Đến tôi cũng không thể nào ngờ được tại sao hai người bọn họ có thể bán đứng tôi. Tôi vẫn không biết là tên Tân đó đã cho cô Tú và cậu Huy biết bao nhiêu tiền để bọn họ có thể bán đứng tôi như vậy. Nhưng mà anh không cần phải lo. Sự việc lần này tôi nhất định không bỏ qua đâu. Tôi phải để cho bọn họ nếm đủ mùi đau khổ thì tôi mới hả dạ được. Mẫu thiết kế đó là một mẫu thiết kế chưa hoàn thiện. Ý cô là nếu đưa mẫu thiết kế đó ra thị trường thì sớm muộn gì hắn ta cũng phải gánh hậu quả. Đúng vậy. Mà lần trước anh có bảo với tôi cái mẫu thiết kế đó có lỗi gì nhỉ? Mẫu đồ chơi này nhìn có vẻ rất hấp dẫn, nhưng vì chưa được hoàn thiện nên rất dễ gây nguy hiểm cho trẻ em. Nói như vậy thì hắn ta cho sản xuất hàng loạt đồ chơi thì
chẳng phải là gây nguy hiểm cho rất nhiều trẻ em sao? Việc đó anh không cần phải lo. Tôi đã sớm báo cáo việc này cho Hội Bảo vệ trẻ em và người tiêu dùng rồi. Sẽ sớm thôi, tất cả món đồ chơi đó sẽ sớm bị thu hồi. Nếu như số lượng đồ chơi lớn như vậy mà bị thu hồi thì chắc chắn hắn ta sẽ phải trả giá rất đắt. Đúng rồi, đó chính là điều tôi muốn. Hắn ta muốn tính kế với tôi à? Phải để xem ấy, hắn ta có đủ trình không đã. Lan Anh, cô đứng lại cho tôi. Này, anh muốn làm gì? Này, cô gài bẫy tôi đúng không? Tất cả là kế hoạch của cô đúng không? Nếu như không phải anh giở trò bẩn thỉu thì làm sao mà tôi có thể gài bẫy được anh? Coi như là cây ông đập lưng ông thôi. Cô đúng là nham hiểm mà. Anh Tân, sau bao nhiêu năm như vậy tôi tưởng là anh phải thay đổi chứ, không ngờ con người của anh vẫn đê tiện như ngày nào nhỉ. Vẫn dùng thủ đoạn bẩn thỉu lợi dụng người khác để làm bàn đạp tiến thân cho mình à? Nhưng mà thói đời ấy, không ai chịu ngu ngốc để cho anh lợi dụng mãi như vậy đâu. Coi như đây là một bài học dành cho anh. Từ giờ về sau, sống tử tế vào, đừng sống giống như con đỉa, suốt ngày bám lấy chân người khác, cứ hút máu ấy. Này, mày ăn nói cho nó cẩn thận nhá. Này, nếu anh dám hành hung người trước công ty thì anh sẽ phải bồi thường rất nặng đấy. Bồi thường à? Mày nghĩ bản thân tao sợ à? Hả? Tao còn gì tao sợ nữa? Công ty tao phá sản rồi, tao còn gì nữa? Tất cả là nhờ mày đấy. Cái thứ đáng sợ nhất đó chính là vừa ngu ngốc, vừa nham hiểm nhưng lại không chịu nhận ra lỗi sai của mình. Anh đã làm như vậy rồi, anh phải chịu nhận hậu quả của mình đi chứ. Cô! Này! Bỏ tôi ra! Cái gì đấy? Đi về và suy nghĩ hành động của mình đi. Đừng có suốt ngày đổ lỗi lên đầu người khác nữa. Anh làm như vậy không tốt cho tương lai của anh đâu. Này! Mày nói ai đấy? Bỏ tôi ra! Mày cứ lại... Sao thế được nhỉ? Nam, tại sao công ty lại quyết định sa thải bọn tôi như vậy mà lại không hề nói cho bọn tôi biết là nguyên nhân là như thế nào? Đúng rồi đấy, rõ ràng là hai người đã hứa cho chúng tôi công ăn việc làm ổn định, thế mà bây giờ lại lật lọng quay ra để đuổi việc chúng tôi là thế nào? Hai người còn đến đây hỏi tôi câu này à? Hai người có biết hai người đã gây ra chuyện tốt đẹp gì không? Tốt đẹp gì? Bọn tôi có làm gì đâu. Có phải là cậu đang hiểu nhầm bọn tôi đúng không? Đúng. Hiểu lầm á? Hiểu lầm hai người ăn cắp bản thiết kế của anh Nam? Hay là hiểu lầm hai người cấu kết lấy tiền từ Tây Tân? Tôi thật sự thất vọng về hai người. Dù sao tôi cũng là em họ của hai người, sao lại đối xử với tôi như thế? Còn tôi rất là bất ngờ về hai người đấy. Ở dưới quê lên thành phố, chân ướt chân ráo chưa được bao lâu mà đã cấu kết với cả tên Trung rồi. Lại còn lợi dụng tên Trung để ngáng chân tôi và anh Nam nữa. Này, thế tại sao cái chuyện này cô lại biết? Chẳng có cái chuyện gì mà tôi không biết cả. Chẳng qua là tôi nể mặt hai người là anh em họ hàng với nhà anh Nam, cho nên tôi không muốn chấp nhận thôi. Nhưng mà tôi càng nhún nhường thì hai người lại càng được nước lấn tới đấy. Cậu Nam này, tôi thì anh chị lỡ dại, chẳng qua là do cái tên Tân đấy xui dại, thế nên là mới ngu ngơ nghe theo thôi. Từ giờ trở đi, anh chị hứa là sẽ không bao giờ phạm phải cái lỗi lầm này nữa. Cậu bỏ qua cho anh chị lần này nhá. Nếu chị biết nghĩ đến tình máu mủ ruột già thì đã không làm như vậy rồi. Bây giờ mọi chuyện bại lộ ra mới đến đây khóc lóc van xin tôi tha cho. Tôi có ngu ngốc đâu. Nhưng việc hai người bị sa thải đó là quyết định của giám đốc Lan Anh, chuyện đó không cần phải bàn cãi nữa. Còn về phần của tôi sẽ điện cho bố của tôi, không cho phép hai người canh tác miễn phí trên đất nhà tôi nữa. Ok, Nam, sao cậu lại làm như vậy? Bao nhiêu năm nay nhà cậu cho nhà tôi canh tác đất đai miễn phí, sao tự nhiên bây giờ lại tính toán với anh em như vậy? Vì đơn giản, tôi không muốn nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà.
Với những loại người như anh chị, tốt nhất là không nên dính dáng vào. Lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi công ty của tôi. Này, tôi mất cả chì lẫn chài thì còn đâu nữa. Tiền chỗ bên ông Tân cũng chưa lấy được, xong rồi nó mất cả đất cho anh ta nữa. Cái phen này thì ra đường cặp đất mà ăn. Bây giờ biết về quê nói với bố mẹ như thế nào bây giờ ở đây. Cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong. Bây giờ mình chỉ cần tính đến chuyện cầu hôn giữa mình và anh Nam thôi. Nhưng mà tại sao trên mạng chỉ toàn những thông tin, những cuộc cầu hôn của nhà trai dành cho nhà gái nhỉ? Tại sao không có cô gái nào chủ động tán tỉnh bạn trai của mình? Bây giờ là thời đại nào rồi, là phụ nữ thì cũng phải biết đứng lên giành lấy hạnh phúc của mình chứ. Không biết anh Nam nếu mà được tỏ tình thì anh ấy sẽ biểu hiện thế nào nhỉ? Nếu như mà mình cầu hôn anh ấy thì không biết là anh ấy sẽ do dự bao lâu thì mới đồng ý. Giám đốc, anh tìm tôi có việc gì? Thưa giám đốc, đây là bản kế hoạch bộ sưu tập sắp ra mắt. Giám đốc xem qua, xem có thay đổi gì không ạ? Không có gì cần thay đổi, anh cứ làm như vậy đi. Còn chuyện gì nữa? Không biết là chiều ngày hôm nay giám đốc có rảnh không? Tôi có thể mời giám đốc đi ăn cơm được không ạ? Với anh lúc nào tôi chẳng rảnh. Vậy thì hẹn giám đốc chiều nay chúng ta gặp nhau nhé. Ừ. Không biết là cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy chiếc nhẫn này nhỉ? Liệu mình tỏ tình có đường đột quá hay không? Không được. Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Mình phải nhanh chóng khẳng định chính thức chủ quyền của mình mới được. Giờ này chắc là Lan Anh cũng sắp đến rồi. Chúng mày tưởng là chúng mày đẩy tao vào hoàn cảnh này rồi chúng mày vẫn vui vẻ hạnh phúc với nhau được à? Không có chuyện đấy đâu. Muốn vui vẻ thì xuống dưới địa ngục cùng với tao. Sao bọn mày không đi chết đây đi? Hả? Đẩy tao vào đường cùng thì vẫn sống hạnh phúc được à? Không phải là anh cố tình tông tôi đúng không? Tao cố tình đâm chết mày đấy. Này, chuyện gì tôi cũng có thể nhẫn nại với anh, nhưng chuyện này thì không thể. Nếu như anh còn làm gì động đến Lan Anh thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Mày! Bọn mày cứ đợi đây! Lan Anh, cô có sao không? Tôi không sao. Với lại anh cũng không cần phải lo. Với cái tội danh của anh ta ấy, chắc chắn là tôi phải khiến cho anh ta ngồi tù đến quên cả tên của mình. Đến lúc khi anh ta quay trở lại, anh ta cũng không còn cách nào để có thể làm hại chúng ta nữa. Cô cứ xem lại kỹ đi, xem có đau ở đâu không. Tôi bảo là tôi không sao mà. Cũng may là nhờ có anh bị thương à? Không sao, vết thương nhẹ thôi.
vết thương nhẹ cái gì. Quay về xe của tôi nhanh lên, tôi băng bó vết thương cho. Nhưng mà... Đi. Cái này đáng lẽ ra ngay từ ban đầu ấy là tôi muốn tạo một bất ngờ dành cho anh, nhưng mà chưa kịp làm gì thì đã có một bất ngờ lớn hơn rồi. Cô làm cái này cho tôi. Tôi đã nghiên cứu mấy ngày trên mạng đấy, không biết là anh có thích không. Chúng ta đúng là có thần giao cách cảm thật đấy. Tôi cũng có một bất ngờ dành cho em. Làm vợ anh nhé. Anh đang cầu hôn em đấy à? Anh phải tranh thủ cầu hôn em trước chứ. Nếu để em cầu hôn trước thì sau này anh biết ăn nói thế nào với con của chúng mình. Xấu hổ lắm. Em đã đồng ý kết hôn đâu, mà đã tính tới chuyện con cái rồi. Bà nãy anh vừa mới cứu em. Ơn cứu mạng này phải lấy thân đền đáp mới xứng đáng. Thôi được rồi, dù sao thì vừa rồi anh cũng có ơn cứu mạng. Em đành phải lấy cái tấm thân này báo đáp cho anh thôi. Bây giờ em có muốn đổi ý cũng không được nữa rồi.